2024年是龙年，我希望这个新年为你们和你的家人带来幸福和健康。农历新年期间可能会天气炎热，所以必须做好避暑的计划，同埋记得保持凉爽，同埋多补充水分。안녕하세요2024년새해가밝았습니다새해에도여러분과가족분들의건강을위해 well-being 식습관을유지하시길바랍니다운동도꾸준히하셔서더욱건강한하루하루가되시길기원합니다새해복많이받으세요大家好，我在这里给您拜年了，祝您龙年大吉，阖家安康，五福临门。新冠病毒并未消失，请大家在春节期间也注意防御。如果身体不适，在家休息也是保护他人健康的方式。Xin chào quý vị, nhân dịp xuân Giáp Thìn, chúng tôi xin chúc quý vị và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng. Năm mới là dịp mọi gia đình có dịp đoàn viên và ăn tiệc đầu năm. Xin quý vị để ý đến vấn đề vệ sinh thực phẩm để tránh bị ngộ độc thực phẩm. Nếu quý vị ăn tiệc ngoài trời, xin quý vị nhớ đội mũ và dùng kem chống nắng. Một lần nữa, chúng tôi xin chúc quý vị và gia đình một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân của mình. Happy Lunar New Year!